Phải chăng chính trị đang là chủ đề của truyện tranh như bao đề tài khác? Liệu truyện tranh về chính trị cũng là một phương cách thực thi đối trọng quyền lực hay đơn giản chỉ là một thú vui giải trí? Với AFP, câu trả lời là cả hai khi nhìn vào số tựa sách đã được xuất bản hay sắp ra mắt độc giả xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay dưới muôn ngàn sắc thái cho đủ mọi lứa tuổi. Chẳng hạn như làm thế nào giải thích cho con trẻ về bầu cử Tổng thống là gì, guồng máy các định chế hoạt động ra sao, các vòng bỏ phiếu được tiến hành như thế nào, hay như khái niệm tả hữu là gì v.v. để có những lời giải đáp, các bậc phụ huynh đã có bộ truyện tranh cảm nang Élection présidentielle, bầu cử tổng thống của nữ tác giả Lucy Lemoine. Nhưng nếu bạn muốn tìm những câu chuyện giả tưởng, thì trên quầy sách bạn sẽ có từ phê phán phe cực hữu như Élysée của anh em nhà Murat Farid Bouzella khi hình dung ông Eric Zemmour, một người mang tư tưởng cực hữu trở thành tổng thống, hay như Au Porte du Palais, trước thềm cung điện, do Hervé Bourris và ban biên tập trang thông tin độc lập Mediapa thực hiện, với hình ảnh bà Marine Le Pen và ông Eric Zemmour trên nền điện Élysée. Cũng trong dòng chỉ trích, các phóng viên của báo Le Monde là Gérard Davé, Fabrice Lhomme cùng với họa sĩ Pierre Van Hove ra tập truyện L'Obsession du Pouvoir, nỗi ám ảnh quyền lực, nhắm vào ba đời tổng thống gần đây nhất là Nicolas Sarkozy, François Hollande và Emmanuel Macron. Không chỉ có phê phán, chỉ trích mà còn có cả chuyện hiện thực nữa. Sự thật về chuyện hậu trường ở điện Élysée hay như các ứng viên năm nay vận động tranh cử ra sao, đây cũng là những chủ đề rất được quan tâm những năm gần đây. Le Figaro lưu ý, trong cuộc bầu cử năm nay, các nhà báo không còn là những người độc quyền đưa tin. Lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử nước Pháp, 6 cây bút họa sĩ được huy động để theo sát các ứng viên tranh cử, từ ứng viên tổng thống Emmanuel Macron, tả cũng như hữu, đến cả các ứng viên cực hữu hay cực tả. Tập truyện tranh phóng sự có tiêu đề Carnet de campagne, tạm dịch là ký sự chiến dịch vận động tranh cử, dày 240 trang, sẽ được phát hành sau vòng 2 bầu cử tổng thống. Tập truyện được tiến hành dưới sự điều hành của Mathieu Sapin, một gương mặt lớn trong dòng truyện tranh chính trị Pháp từ 10 năm gần đây. Tên tuổi của ông được biết đến với tập truyện Campagne présidentielle, chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, khi ông đi theo nhóm vận động tranh cử của ông François Hollande năm 2012. Kênh truyền hình quốc tế France 24 lưu ý, việc một họa sĩ truyện tranh được phép tháp tùng nhóm vận động tranh cử thời điểm đó đã được cho là một điều chưa từng thấy. 3 năm sau, năm 2015, Mathieu Sapin ra mắt tập truyện tranh Le Château, lâu đài, sau 2 năm được làm việc tại điện Élysée dưới thời Tổng thống Hollande. Đến năm 2020, ông lại phát hành tiếp tập truyện Comédie Française, chuyện hài Pháp, khi chăm chú theo dõi các hoạt động của Tổng thống Macron. Nhưng Mathieu Sapin chưa phải là tác giả, họa sĩ đầu tiên của Pháp đưa chính trị vào nền nghệ thuật thứ 9. Công đầu khởi xướng dòng truyện tranh chính trị phải thuộc về Christophe Blain và Abel Lanza với bộ truyện tranh dài tập Quai d'Orsay nói về các hoạt động của Bộ Ngoại giao Pháp. Bộ truyện gặt hái thành công lớn và sau này còn được chuyển thể thành loạt phim truyền hình dài tập. Sau 10 năm đi theo hai đời chủ nhân điện Élysée, đâu là những bài học kinh nghiệm quý báu mà Mathieu Sapin có được từ thế giới chính trị? Trả lời nhà báo Arsène Simon, đài truyền hình quốc tế Pháp France 24, ông thổ lộ. Le fait de suivre tous ces... Voilà, tout ce milieu depuis toutes ces années... Việc đi theo môi trường này trong suốt ngần ấy năm khiến tôi phải nói rằng đây quả là một công việc kỳ lạ. Tôi nghĩ là mình có thể sẽ không làm được một việc như thế. Vì lúc nào cũng phải đại diện, lúc nào cũng phải có một bài phát biểu. Nhưng có một phần trong con người tôi luôn có niềm tin thực sự chứ không hề giả dối, có hơi mệt mỏi một chút. Và một phần khác, tôi thấy khâm phục họ bởi vì tôi tự nhủ, nhưng làm thế nào họ lại làm được như vậy? Phải là một vận động viên điền kinh thực sự xét về thể lực để mà có thể đi suốt được ngần ấy cây số trong các chuyến đi với bao nhiêu là cuộc trao đổi. Điều đó cũng có thể khiến đầu bạn nổ tung ra mất. Vừa là nghệ sĩ, vừa là phóng viên, những tập truyện của Mathieu Sapin đưa độc giả đến gần với thế giới bí ẩn của điện Élysée hơn. Ông mô tả tỉ mỉ cách dàn dựng quyền lực,
Chẳng hạn như khi người ta hỏi ông về cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống, Matthew Sapin cho biết những gì ông cần lưu ý đến như thái độ, cử chỉ, thông điệp đưa ra trong cuộc tranh luận, những đòn tấn công và phản công hay việc tạo dựng một hình ảnh truyền hình của sự kiện vân vân. Trong bộ truyện mới nhất vừa được phát hành hồi tháng 3 năm nay, Douze Voyages Présidentiel, 12 chuyến công du của Tổng thống Matthew Sapin trong khoảng thời gian từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2021 đã đi theo 12 chuyến công du của Tổng thống Macron, một lợi thế cho phép ông mô tả rõ những điều mà người dân thường không thể thấy được ở trong hậu trường. Ngoài lối quan sát và kể chuyện hóm hỉnh khôi hài, điểm hấp dẫn của tập truyện mới này còn được hỗ trợ bởi những bài viết của nhiều ký giả phân tích các chuyến công du của nguyên thủ Pháp. Bên cạnh đó là những ghi chú về những lời bình phẩm của giới phóng viên về Tổng thống Macron trong mỗi chuyến đi hay mỗi cuộc họp, mỗi sự kiện lớn, khiến cho tập truyện tuy mang tính chính trị nhưng lại không sặc mùi chính trị. Cũng trên đài France 24, Matthew Sapin giải thích đâu là những thế mạnh và vũ khí nào cho phép ông chinh phục độc giả. Moi, j'aime bien montrer l'humain, donc les aspérités, les ratés aussi. Tôi thích thể hiện cái phần hiện thực của con người, những điểm không hoàn hảo, cả những thất bại nữa. Thường thì các nhóm phụ trách truyền thông cố gắng tạo ra một trình tự rất có bài bản, đẹp và nuột nà. Chỉ có điều chúng không bao giờ diễn ra như người ta nghĩ. Luôn có điều gì đó xảy ra không hẳn như trong dự kiến. Và tôi cũng muốn làm cho cái kiểu kịch bản hóa đời sống chính trị như vậy và thực tế phải va chạm nhau. Một thực tế sẽ làm chuyển hướng mọi thứ, khiến không có gì có thể lường trước được như một câu ngạn ngữ. Đương nhiên, việc Matthew Sapin vẫn được Tổng thống Macron ưu ái giữ lại bên cạnh hơn là giới ký giả cũng làm dấy lên nhiều nỗi quan ngại khi cho rằng không những bị xúc phạm mà còn bị gạt sang một bên, hay như đưa ra một hình ảnh tai hại trong công luận cho thấy là họ không cần đến giới nhà báo, theo như lời chỉ trích từ nhiều phóng viên báo Le Monde trong buổi họp báo tại Liên hoan truyện tranh Angoulême năm nay. Về phần mình, Matthew Sapin cũng nhìn nhận việc được tiếp cận quá gần gũi với trung tâm quyền lực chưa hẳn là một vị trí quan sát tốt. Trả lời báo Le Figaro, ông nói, xin trích, đây là hội chứng VIP Room. Thông thường khi bạn đã vào được đó rồi thì lại cảm thấy thất vọng đôi chút. Bạn được giữ rất kỹ, bạn du hành cùng với những người có tên tuổi, bạn được ăn ngon v.v. Nhưng bạn sẽ không thật sự thấy được chuyện gì đang xảy ra, bạn bị mất liên lạc. Việc Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron tái đắc cử vừa khép lại vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp năm nay. Matthew Sapin cùng với đồng nghiệp giờ cũng đang hối hả kết thúc dự án đầy tham vọng, dự kiến ra mắt độc giả vào trung tuần tháng 5. Trước khi chia tay cùng France 24, ông đưa ra vài điều cảm nhận về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay. Particulièrement dans la campagne qu'on est en train de vivre, on voit bien que le propos, le fond, les idées politiques sont pas convoquées. Đặc biệt là trong chiến dịch tranh cử lần này, chúng ta thấy rõ là các chủ đề, nội dung, thực chất, các tư tưởng chính trị đã không được nhắc đến. Và nhất là người ta chỉ chú trọng nhiều vào hình thức, thiếu cái trao đổi. Tại sao lại như vậy? Tôi thực sự không biết. Có thể đơn giản chỉ vì họ sợ làm cho công chúng nhàm chán. Chúng ta đang ở trong một thứ văn hóa zapping, tức đổi rất nhanh các chủ đề. Họ hiểu rằng lúc nào cũng phải tìm cách thu hút sự chú ý của người khác, nên khi lao vào tranh luận thực sự, thì người ta thường bỏ lửng vấn đề một cách dễ dàng. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles.